Chào các bác nhé, hôm nay mấy anh em đi làm cầu thang inox bắt ngoài. Cầu thang này bắt ngoài, cầu thang nó vuông quá. Mấy anh em sáng này đi 10 giờ gọi là 10 giờ mới làm thì giật được một đoạn này đó. Thì giờ đầu giờ chiều hôm nay mình sẽ giật nốt ở khu vực này. Anh Thiệp đâu? Không biết ông làm gì dưới đấy luôn. Bắt được sườn thế một đích. Bắt được sườn mục đích là nó bị lỏng ấy, nên là đóng luôn đi sáu này. Đấy, cầu thang phủ quần nó các bác ở đây. Theo ý bác chủ nhà là bắt cái chân này ra ngoài này, bây giờ mới lồi góc rồi. Đấy. Thôi anh Kiệp ơi, thôi xuống chấm cho em mấy cái chân này đi. Đây xuống chấm em mấy cái chân này đi để em đi cho trên này. Tí nữa bác mài đi, mài gì vội. Cái chân này anh chấm nó đừng cho nó rơi là được anh ạ. Để tí em hàn xong, em hoàn thiết xong. Đúng rồi được không? Đấy, chấm đừng có đốt chết như em. Đây cầu thang không phải là khó các bác ạ, nhưng mà cứ đi cút nhiều quá. Đây. Đi cút này. Có một đoạn mà này, một cút này. Hai cút này, ba cút này, thì nhá, một điểm nối, hai, ba, bốn, năm. Và này năm điểm nối nhá. Đấy, nó dở cái điểm này. Đấy. Cầu thang thì không phải là khó, mà cái kiểu cầu thang này nó rất là phức tạp, chạy cút là nhiều. Đấy. Hình không ra hình, thù không ra thù gì. Ồ sợ. Xin chào anh em nhé. Hôm qua đi làm cầu thang chưa xong, hôm nay sáng nay anh em lên làm nốt. Còn mất 2 nhịp nữa thì nó cố nốt buổi sáng hay là xong. Em quay cho các bác xem cầu thang. Cầu thang của chuối. Cầu thang của chuối nhất luôn các bác. Đây đến tầng 1 rồi này. Nó lên tầng 2 này, cái cút. Hôm qua em quay cho các bác xem một lần. Cái cầu thang này nói chung là cũng muốn làm đẹp nhưng mà không làm được. Nó không như cầu thang gỗ được. Đây các bác nhìn cút này. Sợ cái cút, hàn cái cút. Một tầng rơi vào 1, 2, 3, 4, 5 cái cút. Các bác phải biết là phải hàn thế nào rồi đấy. Đấy. Đây là hôm qua, chiều hôm qua anh em là làm đến đây rồi. Sáng nay, hôm nay anh em giật nốt. Nói chung là buổi sáng nay thì giật xuống hết thôi nhé. Xuống hết thôi, hoàn thiện phải chiều nữa, có cố cũng không được. Cầu thang chán, cầu thang của chuối nhá, gọi là cầu thang là cầu thang của chuối. Đây là tất cả là cửa PMA nhá, cửa phòng nhá. Đó.
mặt anh em cửa phòng ấy. Thì, cửa hai cánh đấy, khóa này là khóa của BMA chính hãng nhé. Cửa sổ hất này, quay này. Rất là chắc chắn. Đây, 5 tầng các bạn. Hết. Còn chiều em nghe mình đan nốt là xong. Đấy. Bác nhìn thấy chối không? Phát sinh 13 triệu. Làm gì có đủ 4 cái mét đâu. Tính đủ thì ấy thì về rồi. Nhưng còn tính 40 mét là 200. Vừa lúc nãy vừa bảo anh thế mà anh này. Đây. Nhìn thấy chưa? Số không tùy nơi. Đây số không tùy nơi. Ngoài mày đan được. Cần gì phải hãm, anh phi 19 nó phi vào ngay tường này này. Rồi phi 19 nó vào đấy đấy.
hết. Còn chiều em nghe mình đan nốt là xong. Có đủ bóng anh nhận ơi, 50 quả anh mang quả đi không? Có đủ bóng rồi ạ. Các bác xem cái trụ cầu thang nhé. Em mét bao nhiêu? 1m83. Đấy. Đấy. Trụ cầu thang cao 1m83. Chưa ra đây bàn giao này. Đấy nhá. Có các bác cứ gọi là ném đá chặt chém thoải mái đi. Cầu thang này thì cũng rơi vào hình củ chuối. Cái cột này là 1m83. Tái trưởng không? Đấy. Có loại khủng khoảng nhất đấy. Đấy em xuống đến đây rồi. Lúc nó là xong rồi. Đấy, bóng mượt. Mới tội là cái trụ nó hơi độc quyền một tí. Hả? Là cái tai to trên kia. Tai này. Cái tai trên kia. Quay cái tai này. À, mẹ còn cái tai kia nữa. Nó còn cái tai. Nếu mà thì quay là anh thường đi. Cái thang đến đây là xong nha các bạn nhé. Phần nào đánh bóng nước là xong. Cái lôi cả xuống dưới anh. Lôi cắt xuống dưới đi. Anh lôi cả máy xuống luôn đi anh ạ. Thiếu cắt luôn. À, lòng hoàng lắm. Tất cả xong hết rồi các bạn nhé. Nhà cửa tất cả là ok hết rồi. Không còn gì nữa cả. Còn thiếu. Xong cầu thang xuống thanh toán là xong. Như hôm trước đi lắp cái năng lượng mặt trời xong chờ pin thiếu pin nên là đi làm cầu thang đấy là hết rồi, là 5:30 tối rồi thế là xong rồi nghỉ. Thôi video em đến đây là xin kết thúc ở đây nhé. Có các bác nào làm thì bên nhôm kính, inox, cầu thang thì cứ liên hệ với mình hoặc là đăng ký kênh Đỉnh Inox để ủng hộ kênh nhé. Để bác nào có nhu cầu làm cầu thang ấy, inox ấy hay là nhôm kính nhá. Liên hệ với mình là 0989182383. Xong hết, cửa dạ xong hết các bác nhé. Đấy, cửa phòng nhà 5 tầng. Đấy, cửa TMA tất cả. Đây cho đánh à.
đây chưa đánh à? Đồ vứt ở trên kia nhiều lắm. Đúng lại đồ ở trên kia nhiều lắm. Video em đến đây là kết thúc nha, xin chào và hẹn gặp lại các bác và cô chú anh chị video sau nhé.